Xin chào mừng các bạn đến với một cái chiến dịch tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Chocho Vua Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ xin giới thiệu với các bạn một trong những cái faction của vương quốc Trung Đông, đó là Himya. Đối với faction Himya này thì nó theo đạo Do Thái và nó là một cái vương quốc sa mạc, nên nó sẽ được cộng 2 vệ sinh dịch tế cho tất cả các vùng này, cộng hao tổn không bị hao tổn khi đi trên sa mạc, cộng 15 sát thương cận chiến khi chúng ta đánh nhau trên sa mạc, nhưng mà chúng ta bị trừ cái khác biệt tôn giáo. Và đặc biệt điểm riêng của phe phái này đó là giảm 15% khả năng tỷ lệ mệt mỏi cho các đạo quân này, có một cái đập nước rất đặc biệt và nó sẽ tăng độ màu mỡ cho tỉnh của chúng ta, thủ phủ, và chúng ta có thể khiến cho kẻ địch không thể hồi quân khi quân đội của chúng ta đứng trên đất của chúng, bất kỳ vùng đất nào. Và để có một cái sự chia sẻ lớn nhất thì mình sẽ chơi độ khó này ở mức độ huyền thoại. Thôi nói qua qua thế thì mình sẽ bắt đầu chiến dịch ạ. Cái vùng đất của Himya ngày nay nó thuộc nước Yemen, Cộng hòa Yemen. Hiện tại bây giờ thì Yemen đang chìm trong nội chiến giữa một bên là các cái chiến binh Houthi do Iran bảo trợ, và một bên là một cái chính phủ được Liên Hợp Quốc công nhận và do Ả Rập Xê Út bảo trợ. Hiện tại thì hai phe phái vẫn đang chiến tranh với nhau rất là gay gắt. Sana'a, cái phe Houthi đang kiểm soát thủ đô và các cái vùng đất, vùng núi ở phía tây bắc đất nước. Còn chính phủ được Liên Hợp Quốc công nhận thì kiểm soát khu vực phía nam. Và ngoài ra thì có thêm cả các cái đơn vị lính Al-Qaeda hiện tại đang hoạt động đó. Vâng, cái phần giới thiệu thì mình thôi, mình không giới thiệu nhiều. Bắt đầu vào, các bạn cứ bạn bỏ giúp mình mấy cái đơn vị quân này đi, mình không dùng mấy đơn vị này, và cũng để giảm upkeep cho quân. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ nâng cấp công nghệ. Thì ban đầu các bạn nâng cho mình vào cái này để chúng ta sẽ có cái đội nâng cấp được cái lính này lên cấp cao hơn, nó sẽ nâng cấp được lên một cái đời cao hơn. Về ngoại giao thì ban đầu mình đề nghị các bạn hãy ngoại giao với thằng Sassanid này. Let us use our time together in wisdom and seek accord. Không được à? Chúng ta sẽ đề nghị cùng tham chiến chống lại kẻ thù của nó để lấy cái điểm ngoại giao với Sassanid đã rồi. Mấy thằng này không đánh được đâu, mà sớm hay muộn cũng dẹo thôi, nhanh lắm. Mình sẽ kiếm xem là xinh đẹp à? And so serve our peoples with tăng thẩm quyền này. Nữ thần gia đình, nó tăng mà thẩm quyền và nhiệt huyết cho người chồng. Thông thường thì mình nhớ không nhầm là muốn lấy vợ thì phải tốn khoảng 2k. Rồi, nhưng mà thế này thì chắc lượt sau thì mình có thể lấy thêm đứa nữa được. Đâu nhỉ? Đây à? Welcome, lấy luôn cho I, in my lord's name, cho thằng con. Will give you a fair answer before the sun. Có hai đứa xinh xinh. Hết tiền luôn đúng không? Rồi, chúng ta hết tiền luôn. Bây giờ thì qua lượt đã nhỉ? Ready for battle. Bây giờ thì chúng ta sẽ bổ nhiệm thằng tướng con trai này có xảo quyệt. Thằng này mạnh về kỵ binh. Chúng ta sẽ tăng công trình tăng vệ sinh dịch tễ lên đã. Đúng rồi. Hết tiền. Thôi chúng ta sẽ qua lượt. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ qua lượt đầu tiên. Quân đội chúng ta như này cũng chưa sợ lắm. Đầu tiên lấy vợ. Ok, chúng ta đã qua một cái lượt đầu tiên, sắp qua một lượt đầu tiên êm thắng rồi.
Giai đoạn đầu thì các bạn đừng có phát triển nhiều quân đội nhiều, bởi vì là bắt nhiều quân đội chúng ta không có tiền nuôi đâu. Rồi ok, bây giờ thì đây, chúng ta sẽ tiếp tục nâng cấp đã. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp, các bạn xây cho mình cái công trình tăng vệ sinh dịch tễ này lên. Đấy, đấy, xây ruộng nữa. Và từ từ, có một cái điều rất quan trọng là các bạn cố gắng làm thế nào đấy để hòa thuận được với cái thằng Asku này, nếu không là chúng ta sẽ rất là phiền phức ấy. Nên là bắt đầu các bạn bút lót cho nó ít tiền đi để cái điểm ngoại giao giữa mình và nó sẽ tăng trưởng chứ không giảm. Nếu mà nó cứ giảm là nguy hiểm lắm. Nên các bạn, giai đoạn đầu chúng ta cần phát triển mà. Chúng ta... Greetings my friend, greetings. Bà già khó tính. Bà già khó tính. Sasanit thì chúng ta tiếp tục ký cái hiệp ước với nó. Đây, chúng ta sẽ tham chiến chống lại kẻ thù nó để chúng ta sẽ... Rồi, ký được cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau thì nó sẽ tăng điểm ngoại giao khá là nhanh. Đó, về mặt ngoại giao như vậy. Xây dựng thì cứ có tiền thì chúng ta xây thôi. Còn nếu mà không đủ tiền thì chúng ta cứ từ từ. Đấy. Ok. Các cái công trình cấp 1 này chúng ta sẽ ưu tiên tăng trước này. Đấy. Rồi. Lương thực của chúng ta cũng khá nhiều. Chúng ta cứ từ từ lên đã. Ok đã, mọi thứ ổn. My friend. My friend. Nó chưa chịu trade mình đâu. Chắc phải mất một thời gian nữa. Tạm thời chúng ta cứ ổn định thôi. Lấy được hai cô vợ khá là tuyệt, nhưng mà mình xem ông vua của mình mạnh về cái gì ấy. Cộng 2 ảnh hưởng tình huống cá nhân lên, nâng cấp nhà cửa lên. Rồi Sasanit vẫn đang tăng, Atsuku vẫn đang tăng. Welcome friend. Chưa được, chưa đủ điểm để tăng, để nó giao thương với mình. Cứ qua lượt thôi các bạn ạ. Giai đoạn đầu chúng ta làm ngoại giao thế nào ổn rồi, các bạn cứ qua lượt cho mình. Đừng vội đánh nhau. Quên mất mình chưa mua cái thằng thầy tu để nó trị an hoặc là nó tăng hỗ trợ. Các bạn thì nó cũng không được nhiều lắm, nhưng mà có hơn không đúng không ạ? Rồi. Đây. Cái gì? Phạt do sự hiện diện của tôn giáo khác à? Ờ tốt. It is an honor to serve you. Một spy tên trộm. I am no one posing to contemplate death. Chúng ta có lưng được cái gì chúng ta có lưng thôi. Bây giờ thì vẫn đang cải tiến. Please be seated. Vẫn chưa được. Khi nào đủ điểm thì chúng ta sẽ trade thôi các bạn ạ. Còn chưa đủ thì các bạn cứ bình tĩnh. Không việc gì phải ngại. Không việc gì phải nóng vội cả. Giai đoạn đầu này thì chúng ta cứ hòa bình để phát triển một cái cơ sở hạ tầng một mức độ tương đối đã. Sau đó thì mục tiêu tiếp theo của mình là sẽ xử lý đến thằng Asku. Còn cái khu vực phía của thằng Sasanit thì cứ để nó đi. Nó còn phải lo đối phó với rất nhiều thằng. Rồi ok, vương quyền tăng lên.
Sassanid nó vẫn chưa dẹp được chỗ này à? Dạo này Sassanid hơi kém đấy nhỉ? Bình thường chỉ mất vài lượt là nó đã dẹp xong cái thằng kia rồi mà. Rồi, chúng ta đã đủ điểm chơi được với thằng đó rồi. The pleasures of my household are yours. Đủ điểm là giao thương được thôi mà. Welcome, friend. Rồi cứ từ từ, vài lượt nữa là được. Tranh thủ phát triển kinh tế đã. Vâng. Cứ từ từ mà lên đó các bạn ạ. Vâng, đấy. Cứ easy như một trò đùa. Chúng ta không nên đem quân lên đánh cái thằng phía Bắc. Bởi vì là chúng ta tiến lên phía Bắc bây giờ là rất nguy hiểm. Các bạn cứ ổn định đi. Đừng có vội đem quân đi đánh nhau. Mặc dù thằng Sassanid nó đang đánh nhau với thằng này đấy. Xong rồi, Sassanid nó đã giải quyết xong rồi. Bây giờ please accept as a most humble audience for your terms, my poor self. Now. Greetings, chơi rồi. Làm kit. Thế quái nào mà nó lại chiếm được một cái mảnh đất của thằng Sassanid ở trên này. Mặc kệ cho nó. Chúng ta cứ yên tâm đã. Đây, mình chỉ cho các bạn. Đây là cái đập nước. Đập của đập của Yemen này. Đây, cái con đập ở đây này. Đó. Con đập này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta là 500 của cải này, 5 màu mỡ này. Và 30% công trình từ công nợ, từ nông nghiệp và chăn nuôi. Đấy. Bây giờ chúng ta cứ hòa bình đã. Đấy, bây giờ nó bị giảm điểm này thì chúng ta lại phải bơm tiền tiếp cho nó các bạn. Đấy, mất 600 đồng nhưng mà thôi. Để nó tăng điểm ngoại giao lên đã. Ít nhất là nó không giảm. Ôi, thằng khỉ này cũng chiến tranh loạn xạ bên trên này à. Vãi cả Askul. À, nó chiến tranh với quân La Mã. Vậy thì thằng Asku ngu đòn rồi. Nó vẫn nó kéo hết quân đi nhỉ? Ở nhà không có người bảo vệ, mình vào mình công thành vỡ mồm nó đi. Điềm lành tốt. Có thể là nó còn đang đánh nhau hết sang đất của thằng La Mã rồi. Nó đang đánh nhau với La Mã thì chắc nó phát quân hết lên như kia. Chơi được với anh này chưa? Vẫn chưa được à? Welcome, friend. Welcome. The pleasure is mine. Rắn thế. Chưa đủ điểm nó chưa cho chơi. Có qua lượt. Askum. Quái quỷ cái thằng Askum này nhỉ? Chắc quân đội nó đang đóng ở thủ đô. Đi thử do thám xem thủ đô nó thế nào đã. Hạm đội kia của nó thì không có quân, mình cũng không sợ lắm. I am no
Nó vác hết quân lên trên kia để đi đánh nhau rồi. Nó vác hết quân lên kia rồi. Có thể đây là một cơ hội cho mình. Đúng rồi, nó vác quân đi đánh nhau với thằng ở phía trên này. Please be seated and take. Please accept as a. Vẫn chưa được. Một cơ hội tốt đấy. Để mình xem do thám thêm một chút đã, xem là quân đoàn nó đóng ở đâu vậy. Chắc chắn nó có thể có ít nhất một quân đoàn. Chỉ là mình chưa biết nó ở đâu thôi. Nhưng mà trước tiên thì mình phải mua quân đã. Hiệp định giao thương và chi chúng ta, nó đòi chúng ta 600 đồng à? Ok. Không thành vấn đề. Rồi. Cải giáo. Tôn giáo mới hỏa giáo. Cộng trị an cho tỉnh và địa phương. It is an honor to serve you. Chị hát tốt nhỉ? Ready for orders. Cái skill này thì nên cho là thằng quản trị thành tốt hơn. At your service. There is honor in service. Chả hiểu quân nó đi đâu rồi. Đi đâu thì không biết, nhưng mình phải chờ nâng cấp đốt cái này đã. Nếu mà thuận lợi thì chúng ta sẽ đập nó luôn đấy. Đây rồi, Sasanit ơi, chơi với anh đi. Chưa đủ điểm à? À, nó thăng. Nó chiến tranh với cái thằng khỉ gì đây? Thế xem nào. Bướng mãi. Welcome, honored emissary. Rồi chúng ta lại có thêm một tí sèng rồi. Chơi được là chúng ta lại có thêm sèng. Hai lượt nữa mình sẽ mua quân. Và mình sẽ bóc lốp thằng Ascum xem tình hình nào. Không thấy quân đội nó đâu cả. Tranh thủ đánh thẳng vào thủ đô nó phát. Cái đập nước của chúng ta bị hỏng, chúng ta sẽ sửa một chút. How may I serve you? Treading softly. Is there nothing more? Swift and silent. Đây là một hạm đội. À, vác quân đi đánh nhau ở đây nhưng mà hình như là không còn quân nữa rồi. Mày. Một lượt nữa. Còn một thằng này chưa chơi được. I will do you the honor of listening. Ô, thanh niên này sống dai thế. Hay nhỉ? Mình tưởng nó phải hẹo rồi chứ. Chuẩn bị. Lượt tiếp theo chúng ta sẽ mua quân. Thằng Ascum thì có vẻ là hết quân rồi.
À, cuối cùng thì cũng bị hủy diệt. Điểm xấu, những hồn ma. Trừ hai chị An. Không đáng sợ lắm. Rồi, chúng ta đã nâng cấp xong cái này rồi thì bây giờ... Đây, chúng ta sẽ nâng cấp tiếp vào cái nhánh này ít nhất hai cái nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ tuyển quân đây. Đội bộ binh mạnh, cực mạnh này của chúng ta. Mình sẽ có 8 đội bộ binh này, liệu có ăn được không? Treading softly. Your orders, my lord. Nó hết quân rồi. At your command. At your service. Mình nghĩ là cần phải có thêm một hạm đội nữa. Sao đây là Y Avata gì kìa. Đây đúng không? Nó có tăng tốc độ hồi quân. Nó tăng tốc độ hồi quân thì ổn rồi. Mua mấy cái thuyền đã, chuẩn bị phản công. Ascum nó vẫn đang giảm. Greetings, friend. Tiêu diệt Ascum làm nhiệm vụ đầu tiên. Rồi ok, mọi việc ổn định rồi. Bôi nhọ danh dự. Thằng này nó lại bắt đầu mua quân. Hạm đội của nó thì không phát triển. Bốn chiếc thuyền này là được. Ready for battle. Rồi, nâng cấp lốt đội này. 15, 8 đội này liệu có đủ? Mình sợ hơi đuối. Ready for orders. Fleet reporting, my lord. My lord. Advance. At ease. On the move, my lord. Ra đây để mua quân. Đứng ở trong vùng biển của mình hai. Ok. Chúng ta trèo lên đất của nó là sớm hay muộn sẽ có chiến tranh. Khỉ cái thằng này suy yếu này. Thằng Ascum nó chưa tuyên chiến với mình nhỉ? Lạ thật. Nhưng mà thành của nó đông quân lắm. Mình sợ mình không ăn được. Lúc nãy nó đi kéo quân đi mà mình mà đánh úp nó thì chắc là được. Bây giờ thì nó khó hơn rồi. Vì nó đang mua quân ở thành. Lũ lụt. Ôi ô. Nó nghèo gặp cái eo. At your command. That is impossible, my lord. Yes. Steady as we go. Ai chà, nó đang mua rất nhiều quân. My lord.
leaving the ship. A sword needs a whetstone. A mind needs scrolls. Greetings, friend. Thằng này nó ghét Sassanid à? Sắp muốn đánh nhau với Sassanid thì sao này? Roi thứ hai. Chị An tăng. Xem là Ascun nó kéo quân đâu đấy. Nó mà không kéo quân đi là mình hơi khó ăn đấy. Được. Cái đội quân của Himya này nó có đội lính ném lao cũng khá mạnh. Bổn phận vẫy gọi. Vua dẹo rồi à? Ready for battle. Ôi rồi. Nhà vua hẹo mất rồi. Thằng con này có xảo quyệt này, cũng mạnh phết. Hai xảo quyệt luôn. Nó có thể đánh đêm luôn được. Để xem nó đưa quân đi đâu ạ. Swift and silent. My work is done. My words are moved to dust. Fleet reporting, my lord. Take what you can. Không thấy nó đâu nhỉ? Từ từ. We fight for you, my lord. Is that all, my lord? As you command. At your command. Do thám. Welcome, honored. Có thằng con trai cộng vua chúng ta chết sớm đấy nhỉ? Xem cái quân đoàn kia của nó chạy đi đâu vậy? Vừa thấy nó lên quanh đây mà nó đi hàng quái là nhanh thật. I am no one. I go. That is... Không lên đây thì nó đi đâu? How can I serve you? My journey begins. I shall take a moment to compose myself. Cấp tiến, hành động bất đồng trị an, nhà hùng biện. My lord. Chiến.
Game là dễ đúng không ạ? Trận này thì easy quá, nó chẳng có quân gì cả. Chúng ta đánh móc lốp nó còn tròn, thậm chí cái hạm đội của nó để bỏ đi mất rồi. Mình mà đang xem cái quân đoàn còn lại cái của nó ở đâu. At your command. Chưa phát hiện ra cái quân đoàn còn lại kia ở nó đâu. Hạm đội nó chạy đâu nhỉ? Ôi lạ thật. Ready for orders. Your orders, my lord. Rồi. My lord. Ignorance is darkness. At your service. Không tìm thấy quân đoàn kia của nó đâu. Cung thủ Ascun. Lạc đà cứ nhau. Vùng này mà phát triển nhà quân thì nghe chừng. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục nâng cấp ở đây để giảm upkeep cho quân đội đã. Hay chúng ta có thêm tí tiền rồi. Tình hình này, rất tình hình Ascum. Thằng này hình như nó. Welcome, friend. Nó ghét thằng Sassanid ra mặt rồi. Mình sẽ thành lập thêm một quân đoàn nữa. Do thái tử thái tử mạnh về kỵ binh này. Cho thằng này nó chiếm cái vùng mỏ sắt ở phía trên này của mình. Tên nó là Hassan đúng không? Hassan. Mình sẽ mua cái đội lính cùi thôi. Rẻ mà đã đủ để đi khôi phục rồi. Thống đốc tỉnh à? Thằng này chưa đến tuổi. Mười sáu tuổi. Chuyên gia hậu cần. Thiếu cái tướng mạnh về hỗ trợ ghê nhỉ. Ready for orders. Quái thật. Thằng Ascum quân đoàn nó đi đằng nào rồi? À, nó cử quân đoàn lên tận trên này. Quân đội nó ở đây. À, có nghĩa là nhà của nó không có người bảo vệ. Đúng rồi. Tranh thủ vào chiếm nốt thành thôi. Game là dễ. Có thể mình sẽ phát triển cái hạm đội đây, mình vây không cho quân mà nó đi xuống đây nữa. Your orders, my lord. I am no one. We fight for you, my lord.
nó không có quân bảo vệ nhà. Thậm chí còn không có... Besieging settlement. Nhà vua của mình chưa gì có quả đánh đêm máu. At your service. Cứ bình tĩnh, đập thằng Asko mình từ từ thôi. Swift and silent. Đất đai của nó còn đang bị nổi loạn khắp nơi, nó còn phải lo trị an. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phát triển kinh tế, đồng thời cho thằng này đi khôi phục cái tỉnh này lên cho anh. Đi do thám đấy. Cắm trại luôn đây. Xây cái công trình trong vệ sinh dịch tễ này lên này. Công trình này thì lâng cũng được nhưng mà nó lại giảm trị an quá. At your service. My words are yours to direct. My lord. Từ từ đó, mình chưa xây vội. Lượt sau mình chiếm nốt cái thành này của nó. Rồi kéo quân lên đây. Game là dễ rồi. Cũng phải biết lựa nước đẩy thuyền chứ. À, kéo quân về. Kéo quân về rồi. Lượt sau đánh được vào đây à? How can I serve you? Cũng chẳng sợ lắm. Mất thủ đô. Ready for orders. Đạo cái đốc phương đông rồi. Sửa đã. Vùng bên này mình sẽ phá cái nhà lính này đi, bởi vì bên này mình có nhà lính rồi. Quân đoàn lên cấp này. Ý duy trì cho quạt đội quân trên đất liền. Đúng rồi. Sao thằng này nó xảo quyệt nó cao thế nhỉ? 7 xảo quyệt thế cả. Ghê thật. Asku là hòa bình đi. Be welcome. Không chịu à? Nó có 17 quân. Ready for battle. Đủ không nhỉ? Mua thêm ít quân nữa. Are you ready to serve? Hơi tốn tiền đấy. At your command. 200 mà 5 thằng là 1000. Tiền thì vẫn đủ thôi nhưng mà sẽ hơi tốn kém. This list shows events in the order they occurred. It can be sorted by their names. Click on one to learn more. Yes. Nó sẽ không thể thắng được bởi vì hạn bụi thì nó không thắng được. Chúng ta sẽ lã phá vào. Và hết giờ chúng ta sẽ thắng. Hmm.
thậm chí còn chưa tới à? Hiệp ước giao thương và chi bắt chúng ta chi tiền à? Ok, vài đồng với anh không quan trọng. Thôi xong rồi, mày không kịp đánh thì mày xong rồi. Ashkun đập chết cái quân đoàn này của nó đó. Mình nghĩ là mình cần có xe bắn đá đó. Ủng hộ chính phủ. Nó không kịp di chuyển tới à? Ready for orders. Xin lỗi đời quá đen. Set up the watch. Your next command, my lord. Đây rồi. Đạo Do Thái này. 115 lương thực. Trừ vệ sinh dịch tễ. Nâng thành lên. Your orders, my lord. Fleet reporting, my lord. Xuống sông làm gì? We fight for you, my lord. Không đủ. I'm afraid we cannot. At your service. Is there nothing? Đất đai của nó sắp có nổi loạn hết cả rồi. Rất chia buồn cho anh Ascum. We fight for you, my lord. Vùng đất này tốn bao nhiêu tiền? 7.000 cả. Hơi nhiều vậy nhỉ? At your command. My words are yours to direct. Chị An tốt thế. Ascum ơi. Tiêu diệt lốt cái quân đoàn này của thằng Ascum này mình có thể giải quyết được. Khá là yên du rồi. Rút quân về nước à? Hợp lý thôi. Nhưng mà mình phải do thám xem nó ở đâu chứ nhỉ? Phải cho thằng spy của mình đi xem là quân đoàn nó chạy đâu. Game là dễ. Vấn đề của nhà nước xây trong ca gác. Phạt đòn thôi. Xây trong ca gác thì phạt đòn là được rồi. At your service. My lord. Do thám nó cho anh xem nó đi đâu rồi. Fight for you, my lord. To victory. Không sợ, quân họ yếu lắm. Yes. Hạm đội của mình mạnh hơn hạm đội nó mà. Sợ khỉ đi. Không đủ tiền để chiếm cái vùng này nhỉ? Nghèo quá. Có sự hiện diện của đạo Do Thái. Đạo Do Thái đang gia tăng.
Cái vùng này mình phải xây thêm cái nhà xây bán đá nữa. Back. We must rest a while. Chạy rồi, chạy rồi. Chạy rồi. Nó còn đang phải dẹp đuổi loạn nữa cơ mà. Nó còn bị thương vong rất là nặng. Đúng rồi, mình đứng trên đất của nó là quân của nó không hồi được quân, kể cả trong làn đấy là thành của nó. Mình phải cho quân ra đất đứng đứng đất của nó. Tuyệt thật. Đúng là cái faction này quá thay. Nó phải dẹp phản loạn mà lại không hồi được quân thì nó chết. Rồi, Attila đã ra đời. Chúng ta được cộng một tí tiền. Mục tiêu thứ nhất đã hoàn thành. Rồi, khôi phục cái vùng này lên. Không đủ tiền để xây dựng cái gì cả. Miễn thuế cho cái vùng này ạ. Và cho anh thầy tu để anh lên chứ này. How can I serve you? Cái vùng này chị An tốt rồi mà. At your service. Going aboard. Pausing to contemplate death. My lord. Tấn công cảng đó. Fleet reporting, my lord. Blockading. Ready for battle. Laying siege to the settlement. Và nó sẽ vào tiếp viện, kệ nó cho nó tiếp viện. Besieging settlement. Nếu mình chọn đánh đêm thì sao nhỉ? Đánh đêm thì mình sẽ quân nó sẽ không tiếp viện được. Và cái hạm đội này cũng không tấn công. Nó chỉ có cái quân đồn trú này thôi. Đánh đêm đi. Diệt từng thằng một chứ. Tội gì ha tổn quân đội. Boring. The Boring Sun. Nhà vua của chúng ta tại sao già, tuổi cao sức yếu chết sớm thế nhỉ? Mình chưa bao giờ mình thấy vua chết nhanh chứ. Bão cát. Vô thoáng, được rồi, ok. Không có xe bắn đá thì chúng ta chỉ có cách xông thẳng vào thôi. Xông thẳng vào thì phá được mấy cái tháp canh đó. Grouped units or ships can be set to one of several fixed group formations. Select a formation from the options presented to you. Move your mouse over each one to see what it does. Come together! Come together! Swift Riders! Ui dồi, toàn cái giáp trâu thế. Fire at will for missiles can be toggled on or off. Vào đây. Toggled off will help preserve ammunition. Cái công thức thì mình cũng phải ăn đó mà. Will only fire when specifically ordered. The enemy tremble before our superior numbers. Infantry at your command. Tướng của mình cộng mà bao nhiêu sáu quyệt nhỉ? 7 6 7 6 quyệt nữa.
Ôi nó bắn rồi. Chết mất mấy thằng quân. Mình sẽ bắn cháy cả cái khu định cư của nó mất. Bọn này nó có đội hình nên là khá mạnh. Đẩy cho nó chạy. Trông như mấy anh nông dân này. Mày đùa với anh á, giáp của này hơi trâu ấy. Bọn này mạnh lắm ấy, bác dìu đam xuyên giáp cơ mà. Đội hình này cũng khá là cả tên. Tiến lên. Bắn cho anh. Follow me, hãy theo tôi. Đừng, đừng bắn vào đấy, chết quân mình. Đây. Bộ binh của mình thì rắn bét luôn. Con này rắn lắm. Máu trâu cáp cao. À, chúng ta đã lập địa hình được như thế này thì nó khoan được rồi. Các bạn cứ tiến theo đội hình chứ đừng có chạy không nhâm. Không hiểu. Bắn. Không sợ đâu mà, tiến theo đội hình này nó rất mạnh. Vì cái đội hình này nó sẽ chống bộ binh, chống tầm xa, phòng thủ từ phiên. À, thằng tướng nó có cái ngọn roi thứ hai sẽ giúp quân mệt, giảm mệt mỏi. Được chưa? Thì nó tan rã hết rồi. Tiến lên, giữ nguyên đội hình và tiến lên. Ừ.
giảm tốc độ di chuyển nhưng mà tăng rất nhiều thứ. Bắn tên vào bọn này, giảm sĩ khí cho nó xuống. Mòi, bắn tên lửa để giảm sĩ khí. Ồ, ôi dồi ôi, bộ binh của mình nhìn chất phết nhỉ. Kỵ binh rồi. Pressing the melee button locks the selected melee capable units into melee mode. All attack orders will result in a hand-to-hand attack until you click on it again. Hấp canh nó vào rồi kìa. Các bạn trước đi. Bắn tên nó cho anh. Lạc đà của anh đâu rồi? Tháp cảnh bắn ác nhỉ? Ôi xin chấp mày luôn. Chưa bắn tới à? Nhanh chân lên xem nào. Ai da, mấy thằng cung nhỏ mà chạy nhanh thế. Xong rồi, hai đứa lựa nó dí được rồi. Xong. Game là dễ. Ở đây là thủ đô của nó có những đơn vị quân mạnh ghê thế. Mạnh thì không chịu làm sao được nhiệt. Công nhận mấy cái thằng dìu này nó khỏe, trâu, đi đập nhau vãi cả lúa luôn, giáp dày đấy chứ. Nhưng mà ngay từ đầu đã có rồi, xây nhà lính đời hai là đã có. Ready for orders. Tướng địch đã chết trong trận chiến. As you order, my lord. My lord. Ôi giời ơi. It's just a wound. Ý của. May có thằng thứ hai sang đây. Má có không sao cả. Qua các lượt này đi ạ. Ramanatia ở đâu ấy? Ôi nó tiến đến đây rồi cả. Am I always to be disturbed by
Chết nhỉ? Đi đâu ra thống đốc bây giờ? Mắc rồi. May quá, kinh tế của mình bây giờ ổn. Nhưng mà phải lượt tiếp theo mới xây được cái vùng này. Trước mắt thì mình cứ giải quyết cái khu vực cái thằng Ascun đã. Xong thì mình mới tính tiếp được. Rút lui chiến thuật ngay. La Mã bị chiến tranh tàn phá. Đông La Mã đang bị chiến tranh tàn phá. Chẳng hiểu sao mình cũng không muốn tiến ra cái khu vực của Đông La Mã phía bên phía đông đâu. Mình thích đi sang phía tây hơn, bởi vì phía đông mình thấy rất khó phòng thủ. Thứ hai, mình muốn mở cái đường ra biển Địa Trung Hải. Vì hạn nhập việc đã hết. Tăng thẩm quyền, nó tăng sĩ khí. Nô lệ mắc lợ của cải từ nhập cư. Cũng khá rồi nhỉ. Cái này nào cũng có tiền rồi. Cái vùng này là màu mỡ rất cao. Vùng Ai Cập này. Nên mình sẽ ưu tiên trồng lúa đã. Your army has suffered casualties and requires fresh recruits to replenish. If an army is in a friendly province, not undertaking a forced march, unit replenishment will occur automatically. Quân lủi loại nó chết. The rate of replenishment is enhanced when an army is mustering. The closer an army is to a province containing fresh recruits, the faster the rate of replenishment will be. If no replenishment occurs, it may be because the army is on enemy territory or within an area of attrition. Cái nhiệt huyết này nó tăng sát thương à? Phạm vi di chuyển cộng 20%. Thẩm quyền tăng sự trị an và sĩ khí. Service. All men must serve. That is all. Thằng Gamanatia này nguy hiểm. Thằng Ascub nó còn một cái vùng ở trên này nữa kìa.
Được. Ready for battle. Cứ từ từ đã. Nó chiếm được thủ phủ của vùng Ai Cập. Còn cái vùng mà thằng Gamatia nó kiểm soát kia thì... Nhưng mà chưa chắc đã có nổi loạn được để mà mình chiếm lại. Fight for you, my lord. Make haste, men. Your next command. Đang mua quân này. Ready for battle. Mình chỉ có mỗi mấy con ngựa bị thương thôi. Quánh luôn. Đánh đêm thì thực ra chỗ này cũng không cần lắm. Ai nói nó lắm quẩy đá phết đấy. Đánh ban ngày tí cho anh em nhìn nó sáng sủa tí. Lúc này đánh đêm tối tăm mù mịt. Khá nhiều cung nhỉ. Cung và quẩy đá. Bão cát rồi. Quánh thẳng vào đây luôn, khỏi phải đi vòng vèo. À, đội chính này còn cái đội bị thương cho làm quân hơi bị. Of your missile units by attacking the rear or right-hand side of their targets away from their shields and armor. Once the enemy is wavering, switching to fire or whistling arrows could break their morale entirely, causing them to rout from the field. Lạc đà của chúng ta, sau này chúng ta còn có cái đội lạc đà mạnh hơn nữa. Lạc đà này chưa mua. Ôi dồi ôi, giáp của nó này dày vãi lúa. Áo giáp lưới à? Ôi là chui mấy anh cởi chân mà. Bắn kiểu này thì bao giờ mình chưa hết nữa mới xong. Ở
Chúng ta chưa có xe bắn đá nên buộc phải dùng cách này để phá nhà nó thôi. Rồi bắn chùm bên này chứ. Bắn tào lao kia bắn giờ xong. Nó rất nhiều cung tên ở phía trong. Đội số 1 tiến ra đây, đội số 2 tiến ra đây, đội số 3 thẳng trung tâm tiến. Đúng rồi. Bắn mấy thằng cung thôi cho anh. Tranh của nó đang cháy rồi. Ô, quân của nó. May à. Con lạc đà của mình tấn công nhau thế nào đây? Nhanh bắn bọn này cho anh. Bắn tên lửa chúng nó mất hết sĩ khí mà. Nó không chấm được đâu. Cứ lập đội hình rồi tiến lên. Cái này nó không lập hàng rào. Mình sẽ vòng qua đằng này móc lốp bọn cung thủ. Ừ, thương nặng phết đấy. They are trying to take out our general. Defend him. Tướng quân của chúng ta bị tấn công à? Quick march! Axman!
Hơi nặng quá nhỉ. Bắn tên lửa đây cho anh. Để chúng nó bắn nó chơi con mình tính quá. Làm giảm sĩ khí cho nó xuống. Thấp canh đã. Nhà anh bắn tên đây. Mấy thằng này lười quá nhỉ. Khu định cư đang bị cháy. Thương nặng quá rồi. Con ngựa này của nó lì nhờ. Mấy con ngựa này lì thật. Lính sti của nó ở đấy à. Ôi nó có mấy con ngựa. Ôi thương nặng phết đấy. Rồi, cố lên mấy anh lạc đà. Quân đoàn số 5 tiến vào, đánh thẳng thủ đô đó. Nhá, tiến lên. Ngồi vào đây đi. Bị tháp canh nó bắn thấm quá. Bị tháp canh nó bắn thấm quá. The enemy has obliterated an entire unit. Chạy rồi. Một chiến thắng dứt khoát. Úi dồi ôi. Chém toàn hơn 200 thằng. Kinh nhập. Có đội chém kinh nhập. Mất của đội à? Ờ mà mình cũng đâu cần nhiều lắm đâu. We fight for you, my lord. At your command.
xây dựng cái bên này lên trước ạ. Ui ôi, xong chúng ta đã kiểm soát toàn bộ cái tỉnh này rồi. Tỉnh này thì bây giờ phải lên đây đập thủ đô đó. Đó, còn cái thành này là chúng ta sẽ mở đường ra biển thôi. Thằng Gamanatia này chắc sắp muốn đánh nhau mình. The day's greetings to you. Speak. Dù sao thì chúng ta cũng đã tiến khá là nhanh. Ready for orders. Một rồi. Rồi sau mình sẽ lại xây được công trình mới. My lord, truth may walk through the world unarmed. Chưa tăng được chị An. Hôm nay vừa vào có chiến tranh thôi. My lord. Mười chín thằng này, biết đâu mình hay bắt được cái xe bắn đá. Cần gì phải có 20 thằng. Chiếm được cái mỏ vàng cái nữa thì ngọt. Có thêm cái mỏ vàng nữa là chúng ta sẽ giàu to rồi mà. Có hết quân rồi. Bây giờ là mình sẽ thẳng tiến lên phía bắc, mở cái đường ra địa trung hải, sau đó sẽ tiêu diệt thằng Gamanatia. Phía bên kia cái để Đông La Mã nó làm gì thì làm. Trong trường hợp mà Đông La Mã sạp đi, Đông La Mã mà nó chiến tranh với Sassanid thì có thể mình sẽ đập Sassanid. Thế nó mới là buồn cười. Đây, đang vệ sinh và đồng thời đang cạp tiền. Cái này nó vừa tăng đạo Do Thái, tăng cả chị An. We fight for you, my lord. I want hourly patrols. Ready for battle. Chưa thể nhanh và vội được. Chết rồi. Nó suy yếu rồi. Nó lại chiến tranh với ai đấy kìa. Greetings. I tingle with anticipation of your noble and. Ồ. Đề nghị tham chiến mà nó còn không chịu. At any time during a conflict, this option can be used to request that a faction joins a war mình hết bố tiền rồi đâu. Meaning you can look for. Lượt sau. We fight for you, my lord. We fight for you, my lord. Ready for battle. Trì hoãn. Trừ nhiệt huyết. Ô, thống đốc này ngon đấy. Ngu đần. Giảm xảo quyệt tăng trung thành.
Thôi kệ nó. Đôi khi cho mấy thằng ngu làm lãnh đạo cũng có một cái lợi mà. Dễ sai bảo. Nói chung một quân đoàn này thì chúng ta cũng không duy trì nhiều lính cung thế này. Chị An ổn chưa? Mọi thứ đâu? At your command. A man has many faces. At your service. Quân thì không phát triển hạm đội. Bạo thua mày. Your orders, my lord. Ready for orders. I'm sorry, but I cannot. Ôi, vẫn phải thêm một thầy tu nữa. Where is my oud? Hôm nay chị An khó thật. Lúc này có thể tu nên nó ổn đấy. My lord. Laying siege to the settlement. Vùng này lượt sau nó cũng có nổi loạn rồi này. Ramanatia. Welcome, worthy friend. Greetings, my friend. Greetings. I tingle with anticipation of your noble and worthy words. Tất tay. Rồi, cái thằng tít tận phương Bắc kia thì còn lâu mới đến lượt mình. Lại cải thiện rồi, lại phải thân thiện ngay. Không thân thiện là nguy hiểm lắm. Anh bây giờ khỏe anh quánh nhau là mình chết. Orient bị hủy diệt. Kể tạo phản. Cấp cho nó chỗ tị nạn này. Ơ, vớ vẩn nó ám sát nhà vua mình ấy nhỉ. Make haste, men. You have further orders? Ghê quá, cái thằng này nó kéo hai quân đứng cửa nhà mình này. Serve you. Making my way. Khi cần thì có thể sang đúng không? Còn nếu không thì đứng ở đây deploy. My
my lord. Make yourselves at home. My lord. Mày giả bây giờ mà đánh nhau với cái thằng Ramanatia kia là cũng vất phết đấy nhỉ. Mình thì chưa có quân. Mình cứ mở cái đường ra địa trung hải đã. Rồi tính sau. My lord. How can I serve you? Making my way. Tôi thấy chị An tốt rồi, rút bớt đi để khỏi lên đây để chị An vùng này. We fight for you, my lord. Mua tạm một cái xe bắn đá cũng được. At your command. None will escape. Hình như đây là thành cuối cùng nó rồi. Đúng một cái thuyền. Laying siege to the settlement. Cho quân đi do thám phát đã. Swift and silent. I go. I am no one. Hết quân. Mấy ông La Mã này. Anh già Ramanatia. Có điều là bây giờ vùng biên giới này phá công trình này đi để xây cái nhà xe bắn đá đã. Vệ sinh dịch tễ thì nó rất là tốt rồi. Mình nghĩ là không cần vội. Mình cần lương thực cái vùng này cũng ổn, không sợ. Cần cái nhà xe bắn đá đã. Thống đốc thì ngon thế. Thằng Ascoot thì coi nói chung là xong rồi. Bây giờ thì chiếm bớt cái thành của nó kia nữa là xong. Mình nghĩ là mình sẽ lợi dụng mấy bọn La Mã này để tuyển xe bắn đá nhỉ. Vì chỉ có bọn La Mã nó có xe bắn đá thôi. Tộc sinh con thì hạn làm việc đã hết. Quyền lực 50. Xem có đứa nào nó có con gái không. Nhưng mà bọn như kiểu bọn La Mã này thì chắc có nhỉ. Không có. Sassanid. My friend. Greetings, my friend. Welcome. Có. Gái hiếm lắm. Before you say anything,
Be welcome, emissary, if you come in peace. Xấu nhưng mà... Be fearful if you come with false words, dripping with honeyed lies. Hơi xấu tí thôi nhưng mà được cái là có cái chỉ số tăng xảo quyệt. Ôi, nó không chịu chứ. Có thấy thằng nào đấy? My master extends the most magnificent... Be welcome, emissary, if you come in peace. Be fearful, if you... Victory! Xong. Vậy là chúng ta đã tiến quân được ra Địa Trung Hải. Chinh phục à? Mình nghĩ là không cần. We fight for you. Vua của mình đi cầm quân đấy ác nhỉ. Trừ 14% phí duy trì. Phí tuyển mộ thì mình cũng không quan trọng lắm, nhưng mà phí duy trì thôi. My lord. At your command. Công trình tôn giáo à? Thôi được, để sửa đã. Ruộng thì không cần vội, lên ruộng bây giờ là chết dở. Đang băn khoăn, không biết xây nha. Cần đến 3 công trình kìa. Cái bọn La Mã này nó hay có xe bắn đá. Thông qua bọn này mình tuyển xe bắn đá thì cũng ổn. I am here then. Speak your words and... Mà cái vùng đất này của nó có hay nổi loạn nhỉ? Cũng nổi loạn ác phết đấy. Anan has many faces. Swift and silent. Stopping for now. Mình nghĩ là mình sẽ kích động nổi loạn nó lên. Before you say anything, know that I have an amulet against the evil art. You have my attention. Now, do not... Vẫn đang phát triển nổi loạn này. Một thống đốc nữa. Quế xuất à? Được.
How can I serve you? Ôi nói. At your service. Có thể rút thầy tu sang đây rồi. My lord. Setting forth, my lord. Nhanh cho hai thằng thầy tu sang đây không thì chết. Is there nothing else? Ôi. Rồi loạn mất. Ready for orders. Rồi cứ để từ từ đã. Từ từ khoa sẽ nhử. Chúng ta sẽ lợi dụng cái việc các cái vùng đất này nó nhanh bị nổi loạn, chúng ta sẽ. Rồi xin chào Axcum. Xong. Bọn này chuyên bôi nhọ danh dự lãnh đạo. Mày qua vùng này hết nổi loạn. It is an honor to serve you. Farewell to the raids. There is more I could do, my lord. Giải quyết nhanh vấn đề chị An. Tốn rất nhiều tiền để sửa chữa. Đạo Do Thái. Hết tiền rồi. For my people's part. Welcome. For my. We fight for you, my lord. Amen has many faces. Nó có xe bắn đá này. All men must serve. Breaking things is entertaining. I won't fail you again, my lord. Hạn chế di chuyển của nó đã. Không, mình đuổi nó mệt lắm. Chắc cời phải mua ở đây một cái hạm đội. Thằng chuyên gia hậu cần. Mua cái thằng chuyên gia hậu cần. Đây. Lead reporting, my lord. We need good strong man. Ổn. Ready for orders. Thống đốc à? Mọi thứ ổn. Mọi thứ đang ổn. We fight for you, my lord. Wipe them out. Cố gắng bắt được mấy cái xe bắn đá. We fight for you, my lord. Không bắt được à? Set up the watch.
Ai chà, khắc nghiệt này. Siêu chị An, tất cả các tỉnh. Ôi sao cái thằng này nó có cái trai ghét ấy, ghét người phương Đông. Sĩ khí thi đấu với các đế quốc phương Đông. Ăn nói lưu loát. Ăn nói lưu loát thì tăng 10% hiệp định giao thương à? Thẩm quyền. Tăng giáp là ổn rồi. Hi, bọn này máu trâu thật. Đánh nhau với Gamanatia bây giờ là cả vấn đề. Bây giờ thì mình ưu tiên phát triển kinh tế. Vẫn đang giảm điểm ngoại giao. Nhưng nói chung là ổn rồi. Mình đã kiểm soát được một cái vùng lãnh thổ khá mà bây giờ thì thằng Hung Đô Trắng thì nó cũng chưa tiến được sang đất của Sassanid thì mình vẫn ok, sống ổn định ở khu vực này. Vấn đề chỉ là mình thích đánh nhau với thằng nào. Mình là chiếm vùng Ai Cập này là mình ngăn thằng Gamatea nó tiến được sang đất của vùng đất phía thuộc châu Á của thằng Đông Nam Á rồi. Bởi vì nó buộc phải đi qua nhà mình. Mày. Moving out. Destroy them. Hẹo đi cưng. Xong. Lead reporting, my lord. Ready for orders. My lord. Công trình vệ sinh thì nhất thiết phải xây vội chưa nhỉ? Không cần. Xây cái công trình này trước á. Kỵ binh. Xây cái này thì có xe bắn đá này. Kho lương.
How may I serve you? Vùng này sắp có nổi loạn rồi, mình lại farm được thôi mà. I want hourly patrols. Chính là xem thằng Ramanathia như thế nào. I will do you the honor. Lại suy yếu rồi. Greetings, my friend. Greetings. I tingle with anticipation of your noble and. Dễ mà chiến tranh với thằng Sassanid lắm nè. Bây giờ mình chiến tranh với Đông La Mã thì có thể cũng được đấy nhỉ. Mà chờ cho thằng Gamatia kia đó mình chiếm nốt cái mỏ vàng vùng Ai Cập đã. Sang vùng đất của nó để kích động bạo loạn. Do you have further orders, my lord? My lord. Ready for orders. Đỡ tốn tiền. Chiến binh lạc đà. Chưa đủ. Hết tiền rồi. Greetings, most excellent friend. Be at home and speak as you would before your own. Không tăng cái điểm ngoại giao với nó lên là nó mà chiến tranh một phát là vỡ mặt. Ôi ôi. Ta phải đu dây ngoại giao. Ôi, còn trông chịu lượt sau bao nhiêu phải cố gắng lấy lòng nó đã. Không nào nguy hiểm anh Sassanid mà anh ấy trở mặt anh đấm rồi lại bảo là ác. Nói chung thì khi chơi chiến dịch này các bạn cứ từ từ nói chung làm sao để xem các cái mối quan hệ, vì chúng ta bị kẹt ở giữa phía đông và phía tây. Thế nên là lợi nói chung thì đánh để gọi là lựa nước và đẩy thuyền thôi. Linh mục cấp cao sự kính trọng.
Sớm có một nhiệm vụ được ban hành. Có hai đứa con. Ready for orders. At your command. Mình cho mấy thằng này sao phát kích động phát nổi loạn ngay. Chính sách diễn biến hòa bình ấy. How may I serve you? Đâu nhỉ? Cái công trình tuyển xe bắn lá. Đây rồi. Được mua xe bắn đá đó. My master extends the most magnificent welcome to you. Mấy 1000 anh không chịu, 1500 anh không chịu, bây giờ 2000. 2000 xem anh có chịu không? Ôi ồ. Làm nào mà anh đòi mình cao thế, 3000. Ôi ồ. Chứ bây giờ mình mất điểm ngoại giao với nó mình cũng chết. 4000. Thôi đừng đánh em. Rồi ok. Lại tăng trưởng rồi. Ủa hết cả tiền chứ. Kiếm được đồng nào lui hết chúng nó này. Rồi, cho vùng này nổi loạn lên chúng ta chiếm lốt. Game là dễ. Thống đốc à? Để mình sẽ đánh nhau với Đông La Mã thật. Để mình đối với liền cái lãnh thổ mình sang bên vùng bên kia. Hiện tại giờ lãnh thổ mình đang bị cắt làm đôi. What? Thằng Lam Kit thì nó cho quân sang đất nhà mình làm gì ấy? Chưa rõ ý đồ. Nhưng chắc chắn là không có gì tốt lành rồi. Nhưng nó là đệ của Sassanid thì nó không tự phát triển, tự tuyên chiến được. Ca tụng cộng 15 trị an tất cả các tỉnh, nhiệm vụ được ban hành. Chuyển đổi xây dựng công trình dị giáo mà không xây dựng công trình tôn giáo khác. Không, chơi trò này nguy hiểm lắm. Được mấy đồng thật đấy nhưng mà nguy hiểm. Thằng này sao nó chưa chiến tranh với Sassanid nhỉ? Mình còn vướng cái chỗ này này. Quân tỷ lệ nghiên cứu phe phái thì không cần, chúng ta có cái nhà thờ nó đã tăng rồi.
We fight for you, my lord. Ấy, đang bảo dành tiền để... À, được rồi, mang nhờ. Mình ký hiệp ước với thằng này rồi. Cải tiến. Rồi, lấy đâu ra tiền bây giờ. Nhưng mà nói chung thế này là ổn rồi. Bước đầu như thế là ổn. Qua lúc đợt này xem tình hình nào. Kinh tế của mình cũng mạnh. Mình rất là ngán mấy anh này, anh sang nhà mình anh đứng chơi này. Nguy hiểm vãi lúa. Trông chẳng có vẻ gì là các anh đứng đấy để chơi à. Bại chí bạn. Nó sao nó phá hoại nhà mình. My lord. Binh Ả Rập. All men must serve. There is honor in service. Mình đang lo lắng cái thằng này. Nó mò sang nhà mình làm cái gì? Nó mò ra làm gì mà nó đứng ở trên đất nhà mình. Nếu có chiến tranh thì chỉ có thằng Sassanid nó mới tuyên chiến với mình được thôi. Bọn kia nó chỉ là đệ, nó không thể tự động tuyên chiến được. Hình như nó đang hết lương thực kìa. Đầu lâu xương chéo à. Cho quân sang nhà mình đứng ghê bỏ bố được cái này. How may I serve you? I go. As you command. Vừa đánh nhưng không được đúng không? Can I assist you further? I will bend them to our purposes. Vừa đánh nhưng không được. Command.
rút một thanh niên về đây đã. I can assist you further. Rất muốn thằng này nó nổi loạn đây, nó chiếm được cái vùng này đi. Thằng tu này của mình vẫn đang khấn thất vọng cho dân chúng này. Quân La Mã, quân La Mã vẫn hồi được đến đây cả. Nói chung thằng Gai Maratia nó bị mình chặn đường qua Ai Cập rồi thì nó cũng bị hạn chế quân đội, nó di chuyển quân nó tốn kém. Không trụ được, phải rút quân về rồi. Xem tình hình Đông La Mã hay là thằng Gamanatia mạnh hơn thì để mình lựa nước đẩy thuyền. Lại hỏng cái đập này. Con đập này suốt ngày hỏng. It is an honor to serve you. Xây dựng đền thờ Do Thái à? Thôi lên cái này trước đi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. I shall see to the grain stores.